Theo kế hoạch thì 10 giờ sáng nay Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC sau 11 năm dừng hoạt động này. Tuy nhiên, cách thời gian mở thầu 1 tiếng, nhà điều hành thông báo hủy do không có đủ số thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền cọc. Dự kiến cơ quan này sẽ tiếp tục lịch đấu thầu vàng miếng vào ngày mai 23 tháng 4. Phiên đấu thầu vàng miếng SJC sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu vẫn là 16.800 lượng, song giá tham chiếu chỉ còn 80,7 triệu đồng một lượng, giảm 1,1 triệu đồng một lượng so với giá dự kiến 81,8 triệu đồng một lượng trước đó. Dựa vào mức giá tham chiếu này, mỗi thành viên tham gia đấu thầu sẽ đặt cọc 10%. Nếu tính theo giá vàng miếng được niêm yết tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC ở thời điểm hiện tại là 81 đến 83,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra đấu thầu đang thấp hơn 300.000 đồng một lượng.